Hai vị tướng mới sắp ra mắt trong game Rise of Kingdom và đây sẽ là dự đoán của mình đối với hai con tướng này. Tuy là cái thông tin này đến hơi muộn nhưng mà muộn hơn không. Thứ nhất thì về con tướng Hàn Quốc. Con tướng Hàn Quốc này có tên tiếng Anh là Chiok Jun Con tướng này có tên tiếng Việt là Thác Tuấn Kinh. Thì trên trang Wikipedia thì Thác Tuấn Kinh không có nhiều thông tin, nó chỉ ghi ở đây là tướng lĩnh nhà Cao Ly trong lịch sử Triều Tiên. Thác Tuấn Kinh nhiều lần đánh bại quân Nữ Chân và là thủy tổ của hào môn Cốc Sơn Thác Thị. Thì cái thông tin này gần như không cung cấp cho chúng ta bất cứ một cái đặc điểm gì về con tướng này. Ở đây thì chỉ có một cái điều chắc chắn là nó sẽ là con tướng bộ binh. Đó là cả con hai con tướng là con Thác Tuấn Kinh và con người người Man Rợ kia đều sẽ là tướng bộ binh hết. Nhưng mà phải có những cái thông tin xung quanh con tướng đó thì chúng ta mới kết luận được những cái hệ khác của con tướng này là con tướng gì. Thì ở đây mình có tìm được một cái thông tin ở trên mạng, mình có sử dụng Google dịch để cho dễ hiểu. Đó là tướng quân Thác Tuấn Kinh là một trường hợp đáng chú ý, xuất thân từ tầng lớp thấp nhưng với bản lĩnh và kỹ năng quân sự xuất chúng, ông đã góp công lớn trong việc đánh bại quân Du Chen ở đây, tức là quân Nữ Chân hồi nãy đấy, từ phía đông bắc và xây dựng 9 pháo đài ở đó dưới thời trị vì của vua Zhejong. Và nếu các bạn chưa biết thì vua Zhejong là vua thứ 8 của triều đại của con Di trong game ấy, tức là con Di là cái người đã lập lên cái triều đại Joseon đấy, còn con Di Dông này là đời vua thứ 8, tức là Thác Tuấn Kinh sẽ thuộc kiểu như là tầng lớp con cháu của con Di trong game vậy. Vậy dựa trên những cái thông tin mà chúng ta vừa thu thập được ấy, là Thác Tuấn Kinh đã xây 9 cái pháo đài thì rất có khả năng con Thác Tuấn Kinh này sẽ lại là một con tướng đồn trú, một con tướng garrison. Nhưng cái vấn đề là con Zenobia mới ra ấy, nó đã là tướng đồn trú rồi mà bây giờ lại thêm một con đồn trú nữa thì mình nghĩ là nó hơi vô lý. Một cái thông tin khác là Thác Tuấn Kinh đánh đuổi quân Nữ Chân thì nó cũng có thể giúp cho Thác Tuấn Kinh là một con tướng chinh phục, bởi vì bạn ấy đánh đuổi người khác mà, đúng không? Bạn đánh người ta chạy đi thì rõ ràng là phù hợp với tướng chinh phục. Nhưng mà tướng chinh phục ấy thì cả Quan Vũ là tướng đời 3, Harold là tướng đời 4 đều là tướng chinh phục rồi. Mình nghĩ nó cũng rất là khó hiểu. Nếu chúng ta nhìn lại những con tướng Hàn Quốc đã ra mắt trong game ấy, những con tướng này hiện tại đa số vẫn là tướng đồn trú. Ví dụ như con Ji Sun Sin này, đồn trú. Con Ji này, đồn trú. Con Mundeo cũng đồn trú. Và theo như cái tiểu sử của Thác Tuấn Kinh ấy, thì mình nghĩ tỷ lệ rất cao Thác Tuấn Kinh cũng sẽ là tướng đồn trú. Nhánh tài năng thì mình nghĩ khả năng rất cao nhánh tài năng của con Thác Tuấn Kinh có thể là kỹ năng. Đó sẽ là một con tướng kỹ năng bởi vì hiện tại đang rất là hot đam đỏ. Hoặc có thể là nhánh tấn công giống con Mundeo này. Nhưng mà thật sự thì mình vẫn hy vọng rằng con Thác Tuấn Kinh ấy nó sẽ là một con tướng giống con Alex, tức là sẽ là một con tướng với nhánh vàng là nhánh đa năng. Đó, nhánh xanh tấn công hoặc kỹ năng, một con tướng mà với 4 skill sử dụng để đánh open field, một con tướng bộ binh 4 skill đánh open field. Những cái đời tướng gần đây ấy là đã toàn là tướng garrison, tướng tướng đồn trú với tướng chinh phục rồi, chinh phạt rồi. Hiện tại rất cần một con tướng chuyên đánh open field để mang lại cái sự mới mẻ cho bộ binh. Về con tướng Park Kang Hae đấy thì cái thông tin của nó còn ít hơn nữa. Khi mà ở trên Wikipedia tiếng Việt ấy, nó chỉ có một dòng ngắn ngủi như thế này. Đó, nói về là ông đã tại vị khoảng từ năm 736 đến năm 751 và là anh trai của cái ông Kainik Akamonap. Và theo như mình tìm hiểu ấy thì ở cái lịch sử của Maya ấy có mấy ông được gọi là Park Kang Hae cơ. Nhưng mà khi mà ở phiên bản tiếng Việt ấy thì ông Park Kang Hae này được gọi là Park Kang Đại Đế. Và khi chúng ta tìm kiếm cái từ Park Kang Đại Đế ấy, thì nó sẽ dẫn chúng ta đến cái trang Wikipedia của ông này như sau. Thì nếu như mà theo như mình tìm hiểu ấy thì cái ông mà mình post lên lúc đầu ấy mới thật là ông Park Kang Hae, còn cái ông về sau ấy chỉ là Park Kang Fake thôi. Nhưng mà cũng không có gì đảm bảo cả, nên là cái này phải chờ lúc game ra mắt chúng ta mới biết. Về skill của con Park Kang Hae này thì thật sự mình nghĩ có khả năng rất cao nó nhánh vàng của nó sẽ tiếp tục là giữ gìn hòa bình. Nhánh đỏ là bộ binh thì không cần bàn rồi, nhưng có cái nhánh xanh này nè thì mình đã khá là phân vân. Tại vì hiện tại những con bộ binh mà kỹ năng rất là nhiều, mình thấy hiện tại nếu mà nói đúng ra bộ binh thì có một cái là mình chưa bao giờ thấy có ấy, là cái nhánh cơ động, nhánh linh động ấy, nhánh mà chạy nhanh ấy là bộ binh mình thấy chưa có. Nên rất có khả năng sẽ là một con tướng bộ binh giữ gìn hòa bình, linh động. Bởi vì bộ binh vốn đã chạy chậm rồi, cho thêm cái nhánh linh động chạy nhanh ấy thì mình thấy là nó khá là thú vị. Còn nếu như mà phù hợp hơn ấy thì mình nghĩ có khả năng rất cao ấy sẽ là nhánh phòng thủ, sẽ là bộ binh giữ gìn hòa bình phòng thủ. Mình nghĩ là nếu mà cái bộ binh với lại giữ gìn hòa bình với lại phòng thủ hoặc linh động đi thì cái việc giữ gìn hòa bình ấy nó cũng không thực sự ảnh hưởng, bởi vì chúng ta chỉ xài nhánh đỏ và nhánh xanh thôi.
Và vừa rồi là dự đoán của mình về hai con tướng bộ binh mới trong game Rise of Kingdom. Và hiện tại thì nhà phát hành đang có cái event đó là dự đoán về hai con tướng mới ở trên cái group Facebook chính thức của game. Thì link của cái event mình sẽ để dưới đường mô tả. Các bạn nhớ tham gia cho vui nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở clip sau.